Kính chào các bác, rất là vui mừng được đưa đến thêm cho các bác những cặp loa bát 40 tầm tiền rất là hợp lý. Đây là những cái cặp loa bát 40 mà tầm giá dưới 20 triệu cho xuất âm rất là hay. Đấy, mấy đôi này thì em chưa dỡ, đôi này thì em dỡ rồi và đôi này đang test lại lần nữa để chuẩn bị đóng đi cho anh em. Đấy, đây là Retic Mark 1. Thì lô này thì có Retic Mark 1 này. Đây là Mark 1. Còn đây là những em Mark 2. Đấy, Mark 2 đây. Đấy, Mark 1 đây. À, Mark 2 đây nữa này. Hai đôi Mark 2 này. Mark 1 đây. Mark 1 là Mark 1. Mark 2 là Mark 2. Đây là những dòng loa bát 40. Cấu hình đẹp, tiếng tốt. Nghe hay bởi đẹp. Đấy, rất là đẹp nhé. Đây em sẽ thử cho anh em một chiếc ra để anh em thấy cái độ đẹp của cái hàng đấu giá cuối năm này, toàn hàng đấu giá rất là đẹp, hàng đấu giá cho nên là cái chất của nó thì rất là đẹp các bác nhé. Đây anh em nhìn đi, đây đây mời anh em ngắm. Đây là em Mark 2 bát 40. Đây anh em nhìn chất màng bát. Đấy, anh em nhìn chất màng. Đây em quay cận cảnh cho anh em nhìn. Nó hơi tối, hơi sắp bóng một chút nhưng anh em sẽ nhìn rõ. Đấy, hàng bãi nhưng mà nó có những cái hàng là xấu, có những cái hàng tuyển đẹp và người ta luôn nói là tiền nào của đấy. Đây, anh em nhìn này, cái cả vành còn độ nhám còn rất là đẹp luôn, ốc nhái này cực đẹp luôn, hai tinh chỉnh tuyệt vời luôn. Đây loa đây, anh em nhìn cái lưới của loa chung này xuất sắc luôn. Đấy, không có một vết gì luôn, đẹp. Em này thì cấu hình to gấu và tầm tiền rất là hợp lý. Đấy, bát 40 anh em nhìn chất. Đấy, ngoài ra thì tầm tiền cao hơn thì về những em Sherwin Vega bát 40 này. Đấy, em cam xanh. Em này thì cũng ngoài 2 xịt tí thôi. Đây, cực gấu chứ. Em này là em hết đầy đầu. Nhưng em hết đầy đầu thì cái thiết kế của nó nhìn là hơi thô. Nó kiểu handmade ấy các bác. Nó chưa dây chuyền công nghệ nhưng cái dòng sau nó làm bằng tay nhiều. Bởi vì nó là dòng đầy đầu. Từ anh em nhìn cái thùng gỗ thì nó cũng thô. Thứ nhất là nó đầy đầu thời cách đây mấy chục năm rồi. Cho nên cái thời đấy thì thùng nước các thứ người ta làm kiểu ghép nó rất là thủ công, nhìn nó kiểu dạng toàn vuông góc thôi. Đấy, em này hai kèn một chung và một bát 40. Dòng này thì tiếng nó đánh cực lực nhá, tiếng bát nó đánh rất dày. Nhưng mà nếu mà nói về nghe ấy, thì nó có thể nhỉnh hơn D9 hoặc AT15. Nhưng nói về nhìn ấy, thì không phải ai cũng hợp gu với cả những cái dòng này. Nhìn thiết kế nó hơi bị nghịch mắt. Đấy, cho nên là giá nó sẽ rẻ hơn 20 triệu một chút thôi. Thì anh em có thể sở hữu được em bát 40 này rồi. Trong khi nếu mà sử dụng em bát 40 này đấy, thì anh em phải bỏ ra đương nhiên là ngoài 30 triệu rồi. Nó phải gấp rưỡi đấy. Bởi vì sao? Bởi vì em này cả hình cả tiếng. Em này đời sau D9 đấy. Sau này đó nó mới gọi là cải tiến dần dần. Đây là tiếp một em Mark 1 này. Đấy, ví dụ những em đầu E này, E là đời rất cao của Sherwin này. Là bát 40, E là đời rất cao nhá. Đời E và đời LS là hai đời rất là cao của Sherwin Vega. Còn chơi loa bãi thì hoặc là chơi đồ bãi thì nhìn chung anh em không quan trọng về là cao hay thấp mà quan trọng là chất model thôi. Có những cái đời cao thì lại còn rẻ hơn theo model. Nó theo độ đẹp, độ xấu, độ chất, chất âm. Đấy, đó là như vậy anh em nhé. Đó, anh em thích sản phẩm gì thì vui lòng điện thoại trực tiếp cho bên em. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi.